Mới vậy cho nói muốn mà mình trong tương lai nhân loại mình á phải chỉnh đổi lại vấn đề mà ô nhiễm môi trường, thì mình sống chung với Covid á, thì ở trên cho 2 viên thuốc giống như 2 viên thuốc cảm vậy đó, thì người nào vừa mới bị Covid uống liền là hết, thì lúc đó mình sẽ có 2 viên thuốc bỏ túi hay là ở nhà. Thì có nói cái đó thì những chuyện đó chưa xảy ra. Chuyện nói Bắc Hàn á, người ta sẽ lôi đầu cái thằng mập xuống mà Kim Jong Un á, không biết có ai còn nhớ cái clip Lăng Anh Phụng nhấn kìa, hồi cách đây gần 2 năm á, rồi sẽ tự thống nhất Đài Loan tuyên bố độc lập. Thời xưa không ai bao giờ tin. Kiệt nói biết bao nhiêu bạn bè nó cười nó chửi Kiệt, nói cả 10 năm nó còn chưa đánh nữa. Kiệt nói Trung Quốc chia 5 sẽ 7, thời đó Trung Quốc á, là nó rất là cực kỳ thịnh, nó ở Mỹ còn thiếu nợ nó 3-4 nghìn tỷ, thì làm sao mà nó chia 5 sẽ 7 được, nó rất là mạnh. Nhưng mà Kiệt bảo đảm có, thì hôm nay nó chưa xảy ra, sắp sửa. Tất cả những chuyện Kiệt nói, cả ông Trump, Kiệt nói ổng sẽ thắng cả lòng người. Hôm nay ổng bước xuống ổng thắng cả thế giới. Ổng bây giờ không còn tổng thống nhưng mà quyền lực của ổng sau lưng á là vẫn tiếp tục, ổng sẽ trở lại. Và Đảng Cộng hòa sắp sửa sẽ trở lại. Thì lúc đó nó bình trị, tại vì tại sao Kiệt dám nói những chuyện đó, mà trong khi Kiệt nói thẳng trên này đâu phải là chuyện dễ làm đâu quý vị, đâu có ai dám nói Sài Gòn 2 tuần sẽ hết Covid. Là lý do là là cái xã hội này á, tất cả những cái ác á, nó cũng như mặt đen và mặt trắng, lần này Kiệt nói lại nữa. Khi mà nó thay đổi thì nước Mỹ phải thay đổi trước, từ đen ra trắng, rồi lúc đó nó Trung Cộng sẽ không còn là Cộng sản nữa, Việt Nam cũng sẽ thay đổi luôn, thì Đài Loan cũng thay đổi, thì mọi người sẽ không còn ai mà cứ tối ngày cứ đem 3 cái tàu ngầm máy bay được cứ bay qua bay lại hù dọa. Nói tới đây á, từng rồi chuyện nói chuyện với mấy vị, với nó thằng Trung Cộng á, 3 cái đồ tàu ngầm máy bay hỏa tiễn súng đạn cả quân đội luôn đều là đồ mã không à, đồ mã tức là đồ xài không có được á, chỉ đi hù thôi chứ không có mà đánh thật, không có làm được cái gì hết, nó không có đánh. Nhưng nước Trung Cộng sẽ mấy năm nay bị thiên tai rất là nhiều, dân sắp sửa bị chết đói, khi chết đói nó sẽ bị nội loạn ha. Đó thì trở lại những điều Kiệt nói. Kiệt nói nhiều lắm, mà những người nào mà mến Kiệt theo dõi thì cứ cứ ấy, tại vì khi Kiệt nói này Kiệt không có giấy mực gì hết, hiện giờ cũng không có giấy mực, nghĩ tới đâu điển tới đâu Kiệt nói tới đó thôi. Hiện bây giờ là giờ chót, cho nên cả ở trong cõi vô vi và cõi hữu hình mình cũng rất là chiến đấu, rất là ác liệt. Chứ mấy vị không có thấy cõi và hiện tượng của những cái thời gian gần đây á, nó rất là kỳ lạ. Thì các thiện thần với ác thần á, cũng đấu đá nhau. Ở dưới thế gian mình cũng vậy. Biden, Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ cũng đang đấu đá nhau. Rồi ngoài Biển Đông, Đài Loan cũng với Trung Cộng ngày đêm á, 24 trên 24, không biết lúc nào nổ ra chiến tranh. Sắp sửa sẽ có thể cúp điện toàn thế giới nữa đó. Mà mấy cái này Kiệt nói không có phải 100% nha, 80-90% giờ chót, còn có hội đồng chư Phật chứ có cha mẹ ở trên để mà có thể hóa giải những gì Kiệt nói. Kiệt mong nó không có xảy ra là tiên tri, còn nếu mà nó xảy ra thì là coi như là Kiệt cũng buồn, chứ Kiệt cũng không mong Kiệt nói trúng nữa. Mà đa số bữa giờ chuyện nói chúng gần 80-90% vụ mà Covid nè, vụ ông Trump sẽ trở lại nè, ông Trump bước xuống để cho nước Mỹ Mỹ đen Mỹ trắng không có bị tách rời, để nước Mỹ làm đôi nè, nó là cái sự hàn gắn của ơn trên, chỉ là một cái chuyện gọi là nội loạn của nước Mỹ đó. Tại nước Mỹ á, là nước dẫn đầu, là đại diện cho Thượng Đế, đại diện cho chư Phật, cho Chúa, để mà làm cho cái mấy trăm quốc gia trong cái quả địa cầu này nó bình an, như một đàn anh lớn vậy đó. Ở trên trời mỗi một tầng trời đầu thai xuống thế gian này thành một quốc gia, ví dụ tầng trời thấp thì thành quốc gia thấp, những người có phước thì đầu thai thành những quốc gia giàu có. Cho nên mỗi một cái quốc gia là giống như đại diện cho mỗi tầng trời, mỗi dân tộc là tùy theo cái phước của họ. Hôm nay thí dụ mình làm chức